Đây coi ra rồi em gửi cho. Không đây đây, nó đang cái cạch này đúng không? Đấy thì đây em sẽ chia sẻ cho trường hợp khách hàng sử dụng cái con máy này nhé. Con máy này thực ra vấn đề quan trọng nhất ấy, nó là một hãng tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, nó vẫn tốt nhất nhưng mà nó đã rất cổ rồi. Tức là anh sửa đi sửa lại mấy lần thì anh biết rồi, thay pin rồi thay đủ thứ. Bây giờ nói chung là con máy này người ta đã thải ra rồi, mình dùng mình chỉ có thiệt thôi. Thì đây em sẽ chỉ cho anh cái trường hợp mà cái chổi nó bị cạch cạch đây. Thì khi mà nó cắm vào đây thì cái này nó sẽ phải nằm ở trong rãnh. Đấy. Anh cứ để đấy xem rồi đi xem nó có kêu không? Chắc không, để đây thì không xoay được luôn. Thì nó nếu vừa đấy nó bị vướng một cái thì nó không, nó còn không xoay được luôn. Đấy, còn bây giờ em cố em ấn xuống này, cố ấn xuống thì nó vẫn quay được nhưng mà đến một lúc nào đấy mà nó lại vướng một cái gì ở đây này, nó sẽ không quay được. Vừa nó vướng một cái ở đây. Đấy thì con này đơn giản thôi, anh sẽ cho nó vào cái rãnh này. Anh ép nó xuống đây, nó phải nằm vào đúng cái rãnh này. Đấy. Thì bây giờ em chỉ cho anh như ban đầu video em chỉ đấy. À, con này nó năm ra đời của nó ở chỗ này. Đây. Năm ra đời là A+2002. Đấy, còn gạch thêm một cái dấu gạch nữa là 2007 là năm sản xuất ra con này. Có nghĩa là con này nó được thiết kế và sản xuất từ bắt đầu từ năm 2002. Đến bây giờ là năm 2022, tức là bao nhiêu? 20 năm. 20 năm. Tròn 20 năm. Và 2007 trừ đi năm. Trừ đi thì năm sản xuất của con này thì 15 năm kinh điển thế. Đấy thì có nghĩa là thực ra thì anh như thế này thì anh sẽ thấy là con máy này đúng thật là nó rất là tốt. Cái thời đấy nó là con đỉnh cao rồi, nhưng mà như thế thì cái thương hiệu này rất là gọi là chất lượng luôn đấy. Nó là thương hiệu iRobot. Tại sao nó là thương hiệu đầu bảng thế giới thì mình nhìn vào cái lịch sử của nó mình đã thấy rồi. Nhưng mà thực ra bây giờ nếu mà mình mua các cái con của iRobot ấy, mình mua con đời cổ của nó vẫn tốt. Nhưng khi mà mình mua nó thì mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là phụ kiện thay thế không có. Thứ hai là máy nó đã rất khấu hao rồi. Tức là những cái bộ phận này nhiều năm nó sản xuất rồi, nó đã sang cái tình trạng là lão hóa rồi. Đấy, đây là anh còn thay cái chổi cạnh rồi đấy. Rồi pin cũng thay rồi. Pin thì đầu tiên anh bị thay cái pin gốc của nó là pin lô đóng lại. Em thay cho anh pin xịn. Đấy, nhưng nói chung là máy thì dùng vẫn được thôi, nhưng mà với số tiền đấy thì không nên. Anh suốt ngày anh phải đi sửa cứ phục vụ cho nó. Nói tóm lại là lần đấy về ngỏng với cầm ấy cầm ném mẹ phát rồi. Anh bảo anh chủ là thôi, nếu mà đã chót mua thì dùng cố dùng tạm thôi, còn bây giờ một con máy chỉ 3-5 triệu nó đã gấp 20-30 lần của máy này rồi, dùng phí. Đấy anh bảo anh ấy. Đúng anh ơi. Vâng.